Ngay từ đầu tháng 5, cuộc đua giảm giá xe ô tô đã bùng nổ trên diện rộng. Hầu hết hãng xe và đại lý đều tích cực thu hút sự chú ý của khách hàng bằng những chương trình ưu đãi riêng biệt cho từng dòng xe. Dù là thương hiệu có doanh số tốt nhất thị trường, nhưng các đại lý Toyota vẫn mạnh tay giảm giá cho hàng loạt dòng xe. Nhiều mẫu giảm tới trăm triệu. 1. Toyota Fortuner Fortuner là mẫu xe hiếm khi bán kèm khuyến mại. Thế nhưng năm nay đại lý không tiếc tay giảm giá sốc cho khách hàng nhằm giải quyết lượng xe còn tồn và gia tăng lợi thế khi cạnh tranh với Hyundai Santa Fe. Tại đại lý, mẫu SUV 7 chỗ cỡ chung đang được áp dụng mức giảm 100 đến 140 triệu. Chương trình này chỉ áp dụng với những chiếc xe có số VIN 2022. Do có mức giảm cao nhất, nên giá niêm yết của bản Legender 2.4 đã hạ từ 1 tỷ 259 triệu xuống còn 1 tỷ 119 triệu. 2. Toyota Camry Doanh số lao dốc là một trong những lý do khiến đại lý phải dành sự ưu ái hơn cho khách hàng đang có nhu cầu mua xe đen hạng D. Tại thời điểm này, Toyota Camry đang được ưu đãi với giá sốc để kích cầu. Được biết, một số đại lý ở khu vực miền Bắc áp dụng chương trình giảm giá 45 triệu cho Toyota Camry, trong khi ở miền Nam, khách mua mẫu xe đen hạng D này được tặng bộ phụ kiện chính hãng, đồng thời giảm 50 triệu tiền mặt, trừ trực tiếp vào giá bán. Thậm chí, có nơi còn áp dụng mức giảm lên tới 100 triệu cho khách mua xe Toyota Camry, bản G khiến giá giao đến tay khách hàng chỉ còn 1 tỷ lẻ 70 triệu. 3. Toyota Corolla Cross. Từng là mẫu xe hát nhất phân khúc, thế nhưng sức tiêu thụ của Toyota Corolla Cross hiện tại không còn như xưa. Dẫu vậy, Corolla Cross vẫn là mẫu xe quan trọng của Toyota bởi đây là một trong những cái tên thường xuyên xuất hiện trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Do lượng xe 2022 còn tồn nhiều, đại lý muốn xả hàng bằng cách giảm giá từ 50 đến 60 triệu cho khách mua xe có số vin 2022 áp dụng cho bản G tiêu chuẩn và bản V tầm trung. Sau khuyến mại, giá bán của bản G chỉ còn 690 triệu, bản V còn 810 triệu. Bước sang năm 2023, sức tiêu thụ của Toyota Corolla Cross sụt giảm theo xu hướng chung nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện, với thứ hạng cao trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mẫu CSUV này đã hết hàng tồn 2022 tại đại lý. Cũng có đại lý chơi lớn, giảm hẳn 100 triệu cho khách mua bản V, đưa giá xe giảm xuống mốc 760 triệu cạnh tranh với phiên bản cao cấp của những mẫu xe thuộc chiếu dưới, như Kia Seltis giá 769 triệu, Hyundai Creta giá 740 triệu. Toyota Corolla Cross VIN 2022 có một số khác biệt nhỏ so với xe đời mới. Xe 2023 đã được nâng cấp lên màn hình giải trí 9 in kết nối Apple CarPlay Android Auto trên cả 3 phiên bản. Hai bản V và HEV cao cấp nhất đã bổ sung thêm tính năng mở cốp rảnh tay. Ngoài 3 mẫu xe trên, Đại lý Toyota cũng áp dụng ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe khác Toyota Vios, Veloz với mức giảm vài chục triệu, tặng bộ phụ kiện, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ đăng kiểm, giao xe tại nhà. Có thể nói, mua xe tại thời điểm này, khách hàng được hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Trong khi đó, chương trình khuyến mại tại đại lý vừa giúp kích cầu mua sắm, vừa đẩy hàng tồn và gia tăng doanh số.